Xin chào các bạn. Để khỏi phải mất thời gian của các bạn, nên mình chia sẻ cái cách làm sữa bí đỏ. Đấy, quả bí đỏ mình đã gọt vỏ xong rồi, mình bổ rửa sạch, bổ miếng và mình cho vào nồi mình sôi nhé các bạn nhé. Sôi đã chín rồi. Và bây giờ chúng ta hãy dùng cái máy xay sinh tố để chúng ta xay nhé. Đấy, đây là máy xay sinh tố của mình này. Và chúng ta hãy gắp những miếng bí đỏ cho vào máy xay này. Và đây là cái nước mình sôi bí đỏ nha các bạn nhé. Đấy, mình dùng cái nước này để mình xay cái bí đỏ này nhé các bạn nhé. Cái nước này nó sôi sôi nó là nó cũng xuống, nước này rất là ngọt. Đó. Và bây giờ chúng ta hãy để nó vào và chúng mình xay nhá. Ok, mình nghĩ chắc là được rồi. Thế và bí đỏ của chúng ta, và khi chúng ta đã wow, đun lên cái bí đỏ của chúng ta rất là nhuyễn. Và bây giờ chúng ta sẽ chắt ra cái nồi nhá. Mình xay làm hai mẹ các bạn ạ. Và tiếp theo chúng ta hãy cho lên bếp đun nhé các bạn. Đun chúng ta khuấy lên. Nếu như các bạn cảm thấy mà nó đặc quá thì các bạn hãy cho thêm nước nhé. Và tiếp theo là chúng mình cho sữa ông thọ vào này các bạn. Nếu các bạn mà không cho sữa ông thọ thì các bạn có thể là cho sữa tươi. Quả bí này của mình là 1,5 kg, nghĩa là 1,5 kg, thì mình chỉ cho bằng một nửa hộp sữa ông thọ thôi các bạn nhé. Mình không cho nhiều bởi vì là sở dĩ cái bí đỏ của chúng ta nó cũng đã là ngọt rồi ấy. Thế bây giờ mình lại cho cái sữa ông thọ này là nó ngọt. Thế là mình mới cho ít sữa ông thọ thôi. Thế nếu mà các bạn muốn cho ngọt hơn thì các bạn cho thêm, hoặc là các bạn có thể cho thêm đường nhé các bạn. Sở dĩ mình dùng cái môi thìa thủng, môi thủng này á, cho vào để mình đảo á, thì nó là để cho nó đều. Đấy. Đảo đều không sợ nó bén nhé các bạn nhé. Trong các loại sữa, sữa ngô hay là sữa bí đỏ hay là nọ kia, thì mình thấy cái sữa bí đỏ và sữa ngô ăn cái vị của nó cũng tương đương giống nhau, và lại rất tốt cho cái người gầy. Thế nên là các bạn nếu ai chưa ăn thì hãy làm thử nhé. Cái sữa bí đỏ và cái sữa ngô rất là ngon. Sữa ngô thì mình cũng đã làm rồi và dùng rất là tốt, rất là ok. Hôm nay mình lại chia sẻ với các bạn, mình thì mình thường xuyên làm, nhưng hôm nay mình mới chia sẻ cho các bạn biết. Nếu như bạn nào mà chưa dùng cái sữa này bao giờ thì các bạn hãy dùng làm thử và dùng thử nhé, nó cực kỳ tốt cho sức khỏe các bạn ạ. Nếu sáng sớm các bạn
dậy sớm một chút, khoảng độ nửa tiếng đồng hồ thôi. Nên các bạn vừa gọt vừa xôi và các bạn vừa xay thì các bạn đã được một bữa ăn sáng nhẹ cho đại gia đình nhà mình, rất là đơn giản, ngon bổ rẻ các bạn ạ. Mình đun cho nó khoắng, vừa đun vừa khoắng cho nó sôi đều lên là được các bạn nhé. Thế xong rồi chúng ta buổi sáng sớm thì chúng ta bỏ ra chúng ta uống, dùng khi mà nó còn ấm ấm. Thế còn nếu mà buổi trưa thì các bạn có thể để vào trong ngăn mát tủ lạnh, các bạn uống dần. Nhất là nhà có các cụ già với lại trẻ em mà dùng cái kiểu sữa này thì nó vừa ngon vừa lành vừa bổ vừa rẻ các bạn nhé. Bây giờ là buổi tối, mình con mình nó thích uống cho nên là mình làm buổi tối. Tí nữa trước khi đi ngủ là cho bạn ấy một cốc. Đó các bạn ơi, nồi sữa bí đỏ của chúng ta đã sôi rồi. Như thế này là ok nhé các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta chỉ để nguội và thưởng thức thôi. Thật đơn giản phải không các bạn? Đó các bạn ơi, vào buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ buổi tối mà người gầy được thưởng thức một cái bát sữa như thế này thì thật sự hiệu quả các bạn ạ. Đấy, đấy là công thức của mình. Mình đã dùng một quả bí ngô 1,5 kg với lại nửa hộp sữa ông thọ cộng với lại 1 lít nước các bạn nhé, thì mình cảm thấy là rất là vừa. Còn nếu như mà các bạn mà ăn ngọt hơn hay ăn nhạt hơn thì đấy là do các bạn tùy chỉnh cái mức độ khẩu vị của mình nhé các bạn. Còn như mình thế này thì mình cảm thấy là vừa vặn, vừa ngon các bạn ạ, vừa miệng. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và có nhiều những cái món ăn ngon, bổ dưỡng, ngon bổ rẻ cho đại gia đình nhà mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.